Sáng nay 14 tháng 12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong. Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có hơn 38.000 cựu thanh niên xung phong. Thời gian qua, nhiều chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong đã được giải quyết như trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng. Tuy nhiên, việc giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong của thành phố Hà Nội còn nhiều vướng mắc như giải quyết chế độ nhiễm chất độc da cam còn chậm, nhiều đồng chí thanh niên xung phong hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ, nhiều thanh niên xung phong bị thương chưa được hưởng chế độ chính sách. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tích mà Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở ngành của thành phố cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại, tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp, bởi theo đồng chí Hoàng Trung Hải trách nhiệm của thế hệ đi sau là phải chăm lo tri ân công lao sự hy sinh của thế hệ đi trước